mọi người, thì hôm nay Trang sẽ cập nhật giá của các dòng SH cho mọi người tham khảo luôn ha. SH của họ nhà Honda, thì bên cạnh Trang thì sẽ là em anh SH Mod màu xám xi măng. Thì màu này sẽ là màu mới của năm 2022 và 2023 ha. Những năm trước thì sẽ SH Mod sẽ không có màu xám xi măng luôn. Thì như Trang đang quay thì sẽ là em xám xi măng của bản ABS bản cao cấp. Thì ở bản tiêu chuẩn cũng sẽ có một màu xám xi măng nữa, nhưng mà màu của nó sẽ hơi ánh xanh hơn một chút. Thì ABS xe này dành cho nữ đi á, nên là có, khi mà mọi người mua thì mọi người có thể mua phiên bản ABS cũng được, thì đi nó sẽ an toàn hơn. Với SH Mod á, thì bên Trang chỉ trả trước tầm khoảng 15 triệu thôi là có thể sở hữu một em xe rồi, với mức lãi suất rất là ưu đãi luôn và thủ tục góp rất là đơn giản. Về giá xe thì SH Mod bên Trang bao luôn thuế VAT, bao luôn hồ sơ này nọ cho mọi người hết. Thì giá khởi điểm của em rẻ nhất đó, nó chỉ tầm khoảng là 66 triệu thôi là Trang đã bao thuế VAT rồi. Các khách hàng nhắn tin cho Trang thì sẽ được giảm thêm 500 nữa ha. Còn bản ABS này á, thì bao luôn giấy tờ VAT thì là 78 triệu. Khách hàng liên hệ thì Trang sẽ giảm 500 ha. Còn bên cạnh đây thì sẽ là SH ha. SH này bình thường hay gọi là SHY hoặc là SH Nam á. Thì dành cho nam ha, hoặc là những bạn nữ cao như Trang một xíu, trên 1m65 thì đi nó sẽ vừa người hơn. Thì SH125 bên Trang á, sẽ trả trước tầm khoảng 20 triệu là có thể sở hữu em nó rồi. Với thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hay là bằng lái thôi là có thể sở hữu em rồi. Và bên Trang đặc biệt là góp sẽ không cần chứng minh thu nhập, không gọi người thân, không thẩm định gì cả, rất là đơn giản luôn. Thì như màu xanh Trang đang đứng bên cạnh đây thì sẽ là màu sơn 3D ha. Màu sơn 3D bên Trang thì sẽ có độ cà vẹt hợp lệ cho mọi người đi đường. Và cũng có sẽ bảo hành màu sơn là 3 năm. Xe thì sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây. Cái nào đến trước thì sẽ đứng trước của Honda toàn quốc luôn. Nên là khi mua xe bên Trang cũng sẽ rất là nhiều cái tiện. Bởi vì có thể nếu những khách ở xa đi, khách từ tỉnh lên thì khách sẽ không cần phải lo là không có ở nơi nào bảo hành hay là xe hư hỏng thì như thế nào, bởi vì bên Trang sẽ hỗ trợ khách bảo hành toàn quốc luôn. Thì em màu vàng bên đây thì cũng sẽ là vàng 3D luôn. Bên đây Trang hay gọi là màu vàng blue buy á. Thì giá xe SH125 bên Trang bao luôn VAT, trả hồ sơ cho mọi người là 82 triệu. Khách hàng liên hệ cho Trang sẽ giảm 500.000. Như màu jean thì sẽ có màu đen nè, màu trắng và màu đỏ là màu jean của dòng 125 ha. Còn đối với dòng 150 á, thì màu jean ở bản tiêu chuẩn thì sẽ có màu đỏ và màu trắng, màu đen luôn. Với giá của SH150 bao VAT trả hồ sơ cho mọi người thì chỉ có tầm khoảng là 99 triệu. Trang giảm cho 500 ngàn là bao luôn VAT luôn rồi mọi người ha. Thì giá Trang báo thì tất nhiên là sẽ chưa bao gồm biển số. Khách hàng là biển số ở đâu thì cứ nhắn tin Trang sẽ hỗ trợ tư vấn về biển số nơi đó, bởi vì bên Trang là tách thuế riêng, từng tỉnh, từng huyện Trang sẽ tách thuế riêng để tính giá làm sao cho sát nhất cho mọi người, rẻ nhất cho mọi người. Thì đây là những màu jean của xe thôi ha. Về cụ thể như thế nào thì mọi người cứ nhắn tin Trang sẽ tư vấn. Thì SH150 thì trả trước ít nhất là 35 triệu nha mọi người. Còn 125 thì trả trước ít nhất là 20 triệu thì Trang có thể hỗ trợ lên hồ sơ trả góp và giao xe sau 15 phút luôn. Chứ không cần phải, không có nhiều khách cứ nghĩ là lên hồ sơ góp xong khi nào góp được 1-2 tháng mới được nhận xe. Thì ngoài ra bên cạnh đây thì Trang sẽ còn 3 em SH Mod nữa. Hai em của bạn đặc biệt là màu đen nhám và màu bạc nhám. Với một em màu đỏ nữa. Thì giá luôn bao luôn VAT, xuất hồ sơ ra cho mọi người thì chỉ có 79 triệu 500 thôi, giảm cho mọi người 500 ha. Thì Trang cũng sẽ giới thiệu sơ cho mọi người về dòng Vision bên Trang. Bên Trang thì ngoài SH ra thì sẽ còn các dòng nữa của Honda như là Vision nè. Bên Trang đang giới thiệu đây là Vision cá tính, đủ hai màu luôn ha. Bên Trang sẽ còn đủ bản cao cấp, cá tính, đặc biệt. Và nếu mà mọi người kiếm thì mọi người sẽ kiếm màu trắng nâu rất là nhiều luôn. Thì bên Trang thật ra màu này là Trang có lên sơn 3D. Trang đã độ lên giống như là bản Dior của Vespa vậy đó. Thì về giá cả như thế nào thì mọi người xem clip, mọi người thấy số điện thoại Trang để trên màn hình á, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp, Trang sẽ tư vấn cụ thể hơn ha. Thì ngoài ra Trang cũng sẽ còn dòng là AB hoặc LIT nữa. Với mức AB thì chỉ cần trả trước tầm khoảng 4-5 triệu thôi là có thể sở hữu xe rồi. Vision cũng từ 5 triệu thôi. Thì mọi người muốn biết chi tiết cụ thể nào thì cứ inbox, Trang sẽ tư vấn cụ thể hơn ha. Thì hiện tại cửa hàng Trang sẽ ở 961 Nguyễn Đình Hữu, quận 12, ở gần ngay ngã tư Tô Ký luôn.
thì bên Trang đang ưu tiên sẽ là trả góp, là trả trước thấp nè, dễ duyệt hồ sơ và sẽ không gọi thẩm định người thân. Thế là mọi người cứ liên hệ với số Zalo, Trang sẽ hỗ trợ giảm giá xăng và tư vấn cụ thể hơn cho mọi người ha. Thì hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.